Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Ca Hát là Kim Vivo giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một dòng sản phẩm loa di động nhỏ gọn chỉ bằng cái tay cầm thôi mà rất là hay của thương hiệu Thonet & Vander. Thì hiện tại trước mặt là quý vị và các bạn là dòng loa như này đây. Hôm nay mình sẽ mở hộp này ra và đánh giá chi tiết và test cái chất âm của cái loa như này nhé. Cái thương hiệu Thonet & Vander này á, theo mình đọc thông tin thì đã có cái thời gian sản xuất loa trên 70 năm. Đó. Khắp trên rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì được phân phối trên 4 quốc gia và 40 trung lục chứ và 24 quốc gia. Thì cái hãng này mới gia nhập vào Việt Nam mình khoảng tầm hơn 3 năm nay thôi. Thì đây. Mình bỏ ra thì đây là phụ kiện của cái máy này. Đó. Và cái dây cáp sạc pin cho cái loa. Thì cái thương hiệu Thonet & Vander này ấy, sản xuất rất là nhiều loa, nhưng về loa cắm điện này là chính, như là về loa gia đình, nghe nhạc xem phim hoặc là loa cho cà phê, cái đó mình nói sau. Còn riêng cái Thonet & Vander mình đang cầm trên tay này á là dòng loa di động nhỏ mà là dùng pin đầu tiên của hãng, nên là đầu tiên của hãng xài pin từ trước đến giờ. Đó, thì hôm nay mình đi chi tiết cái loa nhé. Thì nó có rất nhiều màu, nó có 5 màu lận, nó có màu đen này, màu đỏ này, màu xanh, màu hồng và màu trắng. Thì hiện tại mình đang cầm tay trước màu đen như này đây. Mình đi chi tiết nhá. Còn đây là cái viền màu vàng, đây là cái bản lưới bằng kim loại bằng màu đen hết, với cái tên thương hiệu logo đây. Để anh coi nào, cái tên của nó là tên Free đây, đọc như vậy đó ha. Rồi còn Thonet & Vander là tên của hãng, nhiều của hãng. Hai đầu này là cao su đây. Thì trên này có bên hông bên này này có những phím chức năng chỉnh đấy, ví dụ như là cái phím tắt nguồn, mở nguồn hoặc là nghe điện thoại, làm đây tăng giảm âm lượng và phím qua bài và cái tiếng mic nữa. Còn cái M này á, là chuyển qua những chức năng để như là cổng kết nối với như là line in hoặc là cắm PC máy tính vào đây. Thì đây dưới này này, đây là cái chỗ giải cái chỗ cao su để mình để đây cho nó êm. Và dưới này thì có một thêm một cái chỗ để khe cắm đây, như mình có nói nè, cái cổng như là cắm sạc này cho cái pin và cái này line in vào. Rồi cái này cũng cắm được cả qua PC nhé. Đây là cái mã vạch, mã số cho cái loa khi mình mua về. Tiếp đến bây giờ thì mình sẽ test cái loa để xem chất âm nó như thế nào ha, để các bạn thưởng thức nhé. Ok, thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ bật cái loa lên. Đây các bạn thấy nhá, đây là nút bật nguồn này, nhấn giữ rồi. Thì khi mình bật lên thì sẽ có nút màu xanh để báo đây là có tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ bật mình kết nối bằng Bluetooth. Đây mình đã kết nối Bluetooth đây với cái tên là TNV Free này. Free này, đó, ok. Rồi mình sẽ mở bản nhạc lên để mọi người thưởng thức nha. Thank you.
Ok, đó là mình vừa mới mở cho các bạn nghe bản nhạc đó. Thì với cái chất âm loa mà cộng hưởng mà full của nó đã đánh ra được 5W, với cái loa như này đây, 5W. Thì hai đằng trước này hai cái loa thanh nhỏ nhỏ đây, và đằng sau nó phơ làm tiếng bass đây. Là như vậy, đánh tối đa của cái loa này 5W. Và mình nói thêm cái thương hiệu Tonet and Vendor này ấy, là thương hiệu của Đức, của Đức hoàn toàn nhé, ngay của Đức. Với cái giá thành cực kỳ là đẹp cho các bạn, là cái giá của nó là 810 ngàn cho một cái loa di động nhỏ gọn cầm tay như này đây, với thương hiệu của Đức đấy, Tonet and Vendor, với cái model là Freel đó. Theo mình biết đấy, thì trên thị trường với những loa Trung Quốc với cái giá thành khoảng hơn triệu hoặc triệu mấy cơ, nhưng nếu mà nói chất âm thì không thể bằng cái loa này được, mình đảm bảo với các bạn như thế. Nghe rất là hay. Đó, tiếng ra tuyệt vời lắm. Đó là cái cách đánh giá thực tế nhất của chiếc loa đang mình đang cầm trên tay đây. Đó thì các bạn thấy cái loa này có cái gì hay hoặc là có gì thêm thì hãy bình luận ở dưới video nhé. Vâng, thì bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.